Sao sao vừa động tụi mày? Mày vô bút tụi mày, tụi mày chửi mấy ngàn tin nhắn bình luận ngay thời cái bữa Hương Giang đậu đoạt giải. Đâu liên quan tới chuyện Hương Giang là Hương Giang, chị là chị. Tụi bay có thần tượng Hương Giang nữa, như thế nào của Hương Giang không thể nào hơn tao được hết. Mỗi người có một cái vị trí trong lòng khán giả. Nếu như mà thích người ta thì đừng bao giờ làm như vậy. Làm như vậy là ảnh hưởng tới thần tượng của mình.